Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày cuối tuần ở nhà ấy, thì mình sẽ lại ngồi và quay video nói chuyện với mọi người. Hôm nay ở Nhật Bản thì thời tiết nó không được đẹp cho lắm. Hiện tại bây giờ thì nó vừa có nắng này, vừa có gió này, và thỉnh thoảng lại có mưa ấy các bạn. Đấy thì mình cũng không đi ra ngoài quay video được, và hôm nay thì mình sẽ ở nhà và quay video nói chuyện với mọi người một chút về các cái câu chuyện nó cũng đang khá là nóng hổi ở Nhật Bản này, các cái vụ việc mà người Việt Nam mình hại nhau ở Nhật Bản ấy. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì đang cái dịch corona đang bùng phát rất là mạnh đúng không? Có thể mọi người vẫn đang quan tâm nhiều hơn về cái tin tức Covid ở Việt Nam. Còn ở bên Nhật này thì mấy ngày hôm nay rồi thì cũng có rất nhiều các cái vụ việc nó khá là đáng tiếc đến từ người Việt Nam mình. Thỉnh thoảng trên báo lại đăng một cái vụ là người Việt Nam mình giết hại nhau ở Nhật Bản ấy. Còn các cái việc như là đánh cãi chửi nhau thì nó diễn ra hàng ngày rồi. Còn các cái vụ việc như là giết người chẳng hạn ấy thì thi thoảng sẽ lại có một vụ xảy ra các bạn ạ. Thì nội dung chính trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn phân tích rõ hơn. Đấy, từ cái góc nhìn của mình muốn phân tích rõ hơn về các cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cái vụ việc đáng tiếc như vậy. Và trước khi mình đưa ra các ý kiến cá nhân của mình này thì mình xin lưu ý mọi người là các cái ý kiến cá nhân của mình này là chỉ mang tính chất tham khảo thôi mọi người nhé, chứ có thể là nó cũng không được chính xác 100% với mọi người. Các bạn xem video thì có thể là thông cảm cho mình nhé. Đấy, và trước khi nói đến câu chuyện ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút về các cái thông tin xuất nhập cảnh ở Nhật Bản này. Đấy, hiện tại bây giờ ấy, thì ở Nhật Bản thì họ vẫn đang ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số tỉnh thành mà có số người bị nhiễm Covid cao ấy, và họ đã ban bố tình trạng khẩn cấp là đến hết tháng 5 dương này các bạn ạ. Và hiện tại bây giờ thì họ cũng đang cấm nhập cảnh và cũng chưa rõ ràng cái ngày mở cửa trở lại. Và ngoài ra thì một số các cái trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể là được nhập cảnh các bạn nhé. Đây thì họ đã ghi là đầu tiên là chính là những bạn nào mà có visa tái nhập cảnh này. Thứ hai là chính là những visa mới với lý do nhân đạo này. Và thứ ba là chính là các bạn có COE 1584. COE 1584 là gì thì mình cũng không có rõ, và mình thấy người ta ghi như này thì mình muốn chia sẻ mọi người như vậy thôi. Rồi ok, thì mình sẽ lại quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay các bạn nhé. Thì cách đây khoảng cũng gần một tuần nay rồi thì ở Nhật Bản này cũng đang rất là xôn xao cái vụ việc là có một bạn 23 tuổi và cũng đã giết một anh 38 tuổi rồi các bạn ạ. Anh cũng đã có gia đình và có vợ con rồi. Đấy thì người mất thì cũng đã mất rồi, thì thật sự là cũng chỉ biết là chia buồn với gia đình thôi. Còn hôm nay thì mình sẽ phân tích một số các cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cái vụ việc đáng tiếc như vậy ở Nhật Bản này. Đấy các bạn ạ, thì có thể các bạn chưa quên được cái vụ năm ngoái đúng không? Năm ngoái là khoảng tháng 4 cho đến tháng 5 ấy. Vào năm 2020 ấy, thì cũng có hai bạn thực tập sinh cũng cùng sống với nhau, và một bạn ấy cũng đã giết bạn cùng phòng và giấu xuống dưới cống nước ở Nhật Bản ấy, và bạn ấy giấu khoảng một tháng sau thì cảnh sát họ mới tìm được. Và cũng đến hiện tại là tháng 5 năm 2021 thì cũng tròn một năm thì lại có thêm cái vụ việc này nữa. Hai vụ này thì đều là các bạn thực tập sinh mọi người nhé. Khi mà mình quay cái video này thì mình không có ý là phân biệt các bạn thực tập sinh này, các bạn du học sinh hoặc các bạn kỹ sư nhé. Bởi vì chúng ta sang đây chúng ta đều có mục đích chính là sang để làm việc kiếm tiền mà. Thì mình muốn nói là các cái vụ việc ở Nhật này thì mình thường thấy là liên quan đến các bạn thực tập sinh là nhiều. Đấy, và có thể là các bạn du học sinh hoặc các bạn kỹ sư cũng có, nhưng mà mình thấy cái số lượng nó ít hơn là các bạn thực tập sinh. Thì theo ý kiến của mình thì mình thấy là các bạn mà đi theo diện du học ý, thì thường sẽ có một cái ý nghĩ nó khác so với các bạn đi theo diện thực tập sinh. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này nhé, các bạn du học thì thường là muốn sang Nhật học tập làm việc, và có một số bạn thì lại muốn sống lâu dài ở Nhật Bản này. Đấy, sau khi các bạn học xong, các bạn lại muốn ứng tuyển vào một công ty Nhật Bản, hoặc là các bạn lại muốn là về Việt Nam sẽ làm việc cho công ty Nhật Bản chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn con đường du học thì sẽ đi được con đường dài hơn. Đấy, còn các bạn thực tập sinh thì sẽ có một cái ý nghĩ nó hơi khác một chút. Các bạn có một cái ý nghĩ là các bạn muốn đến Nhật làm việc và kiếm tiền trong khoảng là 3 cho đến 5 năm, sau đó các bạn về Việt Nam thì các bạn sẽ lại làm công việc khác. Đây thì mình sẽ nói qua về cái vụ việc gần nhất các bạn nhé. Cách đây khoảng một tuần ấy thì cái vụ việc này xảy ra ở cái tỉnh Wakayama này, thì có năm sáu anh em ấy, nói chung là tụ tập lại với nhau và ăn uống nhậu nhẹt. Thì cái bạn 23 tuổi đấy thì có nói với anh 38 tuổi là nói chung là anh là đồ lười này, anh sống không gọn gàng gì cả, và anh ấy là cần phải thay đổi. Mâu thuẫn bình thường các bạn, mâu thuẫn về cái sự việc là sống chung thôi, cái sự việc nó không có gì cả, nhưng mà rất tiếc là khi mà đã có men trong người rồi thì lời qua tiếng lại với nhau ấy, thì nó lại dẫn đến một cái sự việc nó đáng tiếc xảy ra như vậy.
Lúc đó thì cái bạn mà hung thủ ấy thì cũng đã bỏ trốn luôn. Lúc đó là khoảng buổi trưa và đến tối hôm đó thì cảnh sát cũng bắt được luôn. Và hiện tại thì cái anh mà nạn nhân ấy thì cũng đang có vợ là thực tập sinh, cũng đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Còn có hai con nhỏ ở nhà nữa. Hai con nhỏ ở nhà thì ở với ông bà hay sao ấy, thì mình đọc trên báo thì họ có ghi như vậy. Rồi ok, thì câu chuyện nó chỉ như vậy thôi, thì mình sẽ phân tích thêm một chút về các cái nguyên nhân sâu xa các bạn nha. Thứ nhất là chính là về các cái khoản nợ các bạn ạ. Nếu mà các bạn đi Nhật làm việc với cái khoản nợ nó vừa phải thôi và không có quá là áp lực về đồng tiền, khi mà không có áp lực về đồng tiền ấy, thì có thể là mình nghĩ là cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Thì qua đây thì mình muốn chia sẻ thêm một chút này là các công ty mà giới thiệu việc làm ở Việt Nam cũng như là ở Nhật Bản ấy, khi mà giới thiệu được một người vào công ty thì phía công ty sẽ giả cho cái bên Sokai, cái nào giả cho bên giới thiệu việc làm đó với một cái mức giá khoảng một tháng lương đi đấy, mình cứ lấy đại khái là khoảng 1.000 cho đến 2.000 đô đi. 1.000 cho đến 2.000 đô thì nếu mà tính cả tiền Nhật thì khoảng là cũng từ khoảng là 10 cho đến 20 man gì đó đấy, nếu mà tính cả tiền Việt thì sẽ khoảng là 20 cho đến 40 triệu đúng không. Đấy thì các công ty giới thiệu việc làm ở Việt Nam ấy họ sẽ thu các cái khoản tiền, ví dụ như là tiền dịch thuật này, tiền hồ sơ này, rồi tiền vé máy bay này, rồi tiền sinh hoạt các thứ của các bạn ấy. Và ngoài ra các công ty giới thiệu việc làm ở Việt Nam ấy thì sẽ nhận được một cái khoản tiền từ công ty ở Nhật Bản. Thế nên là mình muốn nói là để mà giới thiệu được một người đi Nhật ấy thì các công ty giới thiệu việc làm ở Việt Nam ấy thì cũng thu được khá là nhiều tiền đúng không? Mình muốn nói là nếu mà các cái chi phí đi Nhật ấy nó mà rẻ hơn một chút thì mình tin chắc chắn là các bạn, rất nhiều bạn cũng không phải chịu áp lực quá là nhiều với các cái khoản nợ vay khi mà đi Nhật đúng không? Các công ty giới thiệu việc làm ở Nhật này cũng vậy thôi các bạn ạ. Khi mà họ Sokai được một người vào công ty làm việc ấy, thì họ cũng nhận được một khoản tiền khá là nhiều từ bên công ty tiếp nhận người ấy. Cũng rất nhiều công ty ở bên Nhật này thì họ cũng không lấy cái phí gọi là giới thiệu việc làm đâu mọi người, bởi vì họ cũng nhận được cái tiền hoa hồng từ công ty rồi mà. Thế nên là họ thường là miễn phí luôn cái phí Sokai như là cái phí giới thiệu ấy, và họ chỉ lấy các cái phí ví dụ như là phí hồ sơ các bạn. Nếu mà các bạn tự làm hồ sơ để xin visa được thì họ sẽ cho các bạn tự làm, nếu mà các bạn không tự làm hồ sơ được thì các bạn có thể là nhờ họ làm và họ chỉ lấy cái phí gọi là phí hồ sơ thôi mọi người ạ. Còn cái phí Sokai là hoàn toàn miễn phí mọi người nhá. Đấy, và ngoài ra những bạn nào mà đang làm về bên giới thiệu việc làm ở Việt Nam ấy mà xem là cái visa này của mình, thì mình cũng mong muốn là các bạn có thể là cân nhắc thêm một chút để làm sao mà giảm được cái chi phí gọi là thấp nhất cho những người làm mà muốn đi Nhật các bạn nhé. Ok, tiếp theo một nguyên nhân thứ hai mà mình nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là về cái phần gọi là tiếng Nhật của các bạn nữa. Các bạn đi du học thì có thể là sang Nhật là vừa học vừa làm đúng không, thì ít ra thì các bạn cũng vẫn được đi học, còn các bạn thực tập sinh ý, thì thường là các bạn sẽ được học trước khi sang Nhật, và sau khi sang Nhật rồi các bạn cũng có thể là được học thêm khoảng 2-3 tháng nữa đúng không. Đấy, và ngoài ra thì các bạn cũng đều là tự học tiếng đúng không. Đấy, khi mà các bạn đi làm thì tiếng Nhật kém, nếu mà các bạn làm việc sai hoặc là các bạn làm cái gì đó nó không được hợp lý hoặc là không được đúng ý với ông chủ ấy, thì có thể là bị người quản lý hoặc là ông chủ người ta nói các bạn đúng không, đi làm mà bị nói rồi này, thì sau khi về nhà ấy mà lại thấy người bạn cùng phòng của mình là mình nói câu nào nhỉ, ví dụ ăn ở bừa bộn một chút ấy, thì bắt đầu lại cảm thấy là áp lực đúng không, bắt đầu lại cảm thấy bực tức và áp lực đúng không. Đấy, đi làm này vừa bị mắng rồi, rồi về nhà bắt đầu lại nhìn thấy là đồ đạc lại bừa bộn này, xong nồi bát đũa thì không rửa này, nhà cửa thì bẩn thỉu chẳng hạn ấy. Đấy thì đấy, và đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến áp lực các bạn ạ. Hoặc là những bạn nào mà đi làm muộn ấy, cả ngày đi làm về cũng đã mệt rồi và buổi tối đến thì lại muốn ngủ chẳng hạn ấy, thế nhưng mà các bạn cùng phòng thì lại chơi game này, hoặc là bạn ấy lại nấu ăn này, hoặc là bạn ấy làm một cái việc gì đó mà nó gây ra tiếng ồn ấy mà mình lại không ngủ được ấy, thì thật sự là lúc đó cũng có khá là bực tức đúng không. Ngày xưa thì mình cũng đã từng là trải qua cái thời gian mà sống chung rồi, thế nên là mình rất là hiểu cảm giác của các bạn nào mà đang sống chung ở Nhật Bản. Cái nguyên nhân thứ ba đó chính là do tính cách của từng người đấy. Sau khi mình nói nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai sau đó thì tiếp theo thì mới đến là cái tính cách của con người đấy. Sống với nhau thế này thì nó cũng do các cái cách ứng xử của từng người thôi. Đấy, có thể là bạn này nóng tính nhưng bạn kia còn nóng tính hơn chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà chúng ta hãy biết là nhường nhịn nhau một chút. Thấy sau các cái câu chuyện người Việt mình sát hại nhau ở Nhật Bản ấy thì cũng có rất nhiều các cái ý kiến trái chiều với nhau ấy, người này thì bênh hung thủ này và người này thì lại bênh những người bị hại này. Để mà xảy ra cái vụ việc đáng tiếc như vậy thì cả hai bên đều có lỗi, chứ không phải chỉ riêng hung thủ có lỗi không đâu, mà người bị hại cũng có lỗi trong đó.
chung là phần ít phần nhiều thì đều là cả hai bên đều có lỗi các bạn ạ. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản này, khi mà cãi nhau mà cái người mà bị hại ấy, nếu mà không có lời qua tiếng lại thì bên kia cũng sẽ là thôi đúng không? Thế nhưng mà cả hai bên đều có lời qua tiếng lại, thế nên là sẽ dẫn đến cái vụ việc đáng tiếc như vậy. Rồi cái cuối cùng thì mình muốn lưu ý với các bạn một số các cái lưu ý khi mà chúng ta sang Nhật làm việc, khi mà chúng ta sống chung ở Nhật Bản này. Nếu mà các bạn có điều kiện để chọn được người sống chung ấy, thì tất nhiên là chúng ta sẽ chọn những người nào mà mình quen biết từ trước này, mình tin tưởng thì mình sẽ sống chung với nhau. Đấy. Và khi mà ở chung ấy, thì mình cũng khuyên mọi người là lên ở khoảng 3 người trở lên nhé. Đấy, nếu mà ở 3 người ấy, khi mà có cái sự việc gì xảy ra ấy, thì tất nhiên là sẽ có một người ở giữa giải quyết rồi. Có một người ở giữa để làm hòa ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cách giải quyết nó hay hơn. Và khi mà ở chung với nhau ấy, thì mình muốn khuyên mọi người là về cái phần tiền nong nhá, tiền nong sẽ phải rõ ràng. Nếu mà các bạn ăn riêng thì mình không nói làm gì rồi, nếu mà các bạn ăn uống chung ấy, thì mình muốn khuyên mọi người là khi mà các bạn mua đồ ăn này, khi mà các bạn chi tiêu gì đó chung ấy, thì các bạn sẽ phải lưu lại hóa đơn này, và sau đó chúng ta sẽ ngồi và chia đều ra. Nói chung là ở với nhau ấy thì tiền nong nó phải rõ ràng thì nó mới lâu dài được, còn nếu mà nó mập mờ quá ấy, thì nó cũng không tốt đâu các bạn. Và ở chung với nhau ấy thì mình khuyên mọi người là hãy thường xuyên là nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau về công việc này hoặc là về gia đình ấy, thì nó sẽ là một phần để chúng ta giúp cho chúng ta có thể là hiểu nhau hơn ấy. Và một cái lưu ý nữa mà mình muốn nói với các bạn đó chính là ở Nhật Bản ấy thì các bạn cũng hạn chế nha, hạn chế gọi là ăn nhậu với cái số lượng là quá nhiều người. Đấy, ví dụ anh em trong phòng này ăn nhậu với nhau thì mình không nói làm gì rồi, còn các bạn khi mà các bạn ăn nhậu ấy, các bạn đừng có tụ tập quá là nhiều người, bởi vì trong các cái buổi nhậu ấy thường thì sẽ bạn của bạn hoặc là anh em của bạn đến ấy. Đấy thì cứ người này biết người này nhưng mà người này lại không biết người kia chẳng hạn, thì những người mà không biết nhau lại đến ăn nhậu với nhau ấy, thì thật sự là cũng dễ xảy ra cái mâu thuẫn các bạn ạ. Thế nên là mình cũng khuyên là các bạn ăn nhậu nhưng mà cũng hạn chế là gọi quá nhiều người các bạn nhé. Mặc dù là khi mà ăn nhậu thì gọi nhiều người sẽ vui hơn đúng không? Thế nhưng mà thôi, chúng ta đang ở Nhật Bản mà, chúng ta nên hạn chế thôi nhé. Rồi okay, các bạn ơi, thì qua cái video này thì mình cũng muốn là đưa ra một vài cái ý kiến cá nhân của mình thôi về các cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cái vụ việc mà đáng tiếc như vậy. Thì qua video thì mình cũng mong muốn là các bạn ở Nhật Bản này thì sẽ cố gắng là nhường nhịn nhau một chút này, cố gắng là thông cảm với nhau một chút để mà chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn ở cái nơi đất khách quê người như này. Ok, thì mình cũng xin cảm ơn cả mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình tới đây. Đấy, và bạn nào muốn biết gì về Nhật Bản này, bạn nào muốn xem cái gì về Nhật Bản ấy, có thể là bình luận cho mình biết để mình sẽ lại quay video và nói chuyện với mọi người. Chào cả mọi người nhé, bye bye.